Hello, xin chào anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh muốn live stream để nói về vấn đề mà hạ tầng cơ sở của Mỹ và nó khác biệt nhau như thế nào ở trong nước. Các bạn thấy hạ tầng cơ sở của Mỹ, đây là một cái vùng mà nó mới xây dựng một cái khu, những cái khu đô thị như vậy. Anh chị em các bạn biết, thường thì nó được xây lên bởi những cái người developer, cái tụi builder đó, mấy thằng này nó là chùm bất động sản. Chẳng hạn như ở Việt Nam mình, như ông Phạm Nhật Vương vậy đó, họ xây những cái khu đô thị như thế này để đặng mà đưa dân cư vào. Cái vùng đất này nó từng là những vùng đất quan, không phải vùng đất quan, đất nó có chủ rồi, nó mua lại rất là rẻ. Các bạn biết khi nó mua rất là rẻ thì nó đào xới lên, nó dẫn điện và dẫn nước, làm đường, nó đưa những cái hạ tầng cơ sở lên là như thế này. Các bạn thấy đây, nó đưa những cái hạ tầng cơ sở như thế này và nó phải làm tất cả mọi thứ đều đúng cái luật của mỗi một cái tiểu bang. Các bạn thấy nó có cái luật, những cái code của nó đều có hết, nó đều có những cái code, những cái luật của nó để cho người ta biết như thế nào. Ở Mỹ nó không phải giống Việt Nam muốn cất cái nhà cái cất lên đi rồi mai mốt đóng tiền phạt sao, nó không có như vậy. Các bạn biết những cái khu như vậy đó là nó phải bỏ ra rất là nhiều tiền để đặng mà nó nâng những cái hạ tầng cơ sở lên, nó dầm đất đều phải có kỹ sư. Các bạn biết phải có kỹ sư đó. Và bản vẽ phải đúng, nó survey, nó rấy đi để đặng nó nâng những cái khu đô thị như vậy lên, chứ đâu phải chính phủ ra làm đâu. Ông chính phủ ông đâu có bỏ tiền. Ông chính phủ ông chỉ tạo cái điều kiện cho cái người kinh doanh á, những cái nhà thầu khoán á, nó làm thôi. Ông chỉ anh mua đất, người đất của mấy chủ trước rồi mấy thằng này nó mua lại, giờ nó thầu khoán về, nó đưa những cái khu đô thị này lên. Ông chính phủ chỉ là áp dụng luật thôi, ông chỉ ngồi ở ngoài ông áp dụng luật. Khi những cái hạ tầng cơ sở về anh chị các bạn biết mà được đưa lên đó, thì những cái khu đây đất nó cũng sẽ lên giá và bắt đầu chính phủ sẽ thu thuế. Những cái khu như vậy anh chị các bạn biết, đường xá đồ, cầu cống đồ là tự cái tụi thầu phán nó làm ra hết, chứ ông chính phủ không bao giờ mà đứng ra mấy ông làm cái chuyện ở đâu. Cái thằng mà nó đầu tư đó, nó làm xong hết rồi nó mới giao lại cho ông chính phủ đánh thế. Đấy, các bạn thấy đó. Chứ không phải như Việt Nam có nhiều người mà trong nước cũng vậy, cái gì cũng phải là ô nhà nước Việt Nam phải làm cái này cho tôi, phải làm cái kia cho tôi. Các bạn thấy bên Mỹ nó hoàn toàn phải như vậy. Không phải giống như mấy ông mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ họ tuyên truyền. Các bạn thấy không phải như vậy. Có nhiều người họ sống trong ở những cái khu đô thị lớn như người Việt, mà những cái cộng đồng lớn á, chị các bạn biết nhà cửa những cái khu đô thị như vậy nó đã phát triển rồi, có nghĩa là người ta đã lót ổ rồi, mình trên đó mình đẻ thôi, là mình trên đó mình mua nhà mua cửa và mình làm ăn rồi mình đóng thuế cho chính phủ thôi. Còn những cái khu như vậy anh chị các bạn biết bao nhiêu tiền của mà người dân, những cái chủ đầu tư đó họ phải đổ vào. Giống như các bạn thấy những cái khu mà đầu tư mà hạ tầng cơ sở ở Việt Nam mà của tư nhân họ đổ vào, họ xây dựng lên đấy. Khi mà được đô thị mà được đô thị quá mà được như vậy á, thì đa số những cái vùng đất xung quanh nó cũng tăng giá theo, người ta cũng ăn theo. Giống như là những cái khu bên này là nó đã xây dựng rồi, nó sẽ xây dựng hoàn thành xong hết rồi. Đây, anh chị em các bạn thấy đường xá rồi nó cũng xây dựng hết rồi. Đây, nó đã xây dựng hết rồi. Các bạn thấy mặc dù ở bên Mỹ nó làm đường không phải là đường không bị nứt đâu nhé, bị bể rồi nó sửa lại. Ở bên Việt Nam mình mà làm như vậy đó là mấy ông chống cộng cực đoan rồi, mấy ông dân chủ cụi rồi, mấy ông chụp hình cái mấy ông lên đăng lên mạng, mấy ông bắt đầu kêu ríu là đổ lỗi tại chính quyền rồi, tại cái này tại cái kia, tham nhũng hối lộ này nó mới ra nông nổi vậy. Các bạn thấy không, ngay cả tư nhân làm không mà còn bị như vậy nè. Tư nhân làm
chứ đâu phải là nó hoàn hảo. Ý là đất ở đây các bạn biết, anh chị các bạn biết, đất ở bên Mỹ là đất cứng đó, chưa nói đất Việt Nam mình là mình ở vùng nhiệt đới quanh năm mưa gió. Đất ở bên Việt Nam mình tôi thấy làm đường, làm hạ tầng cơ sở rất là vất vả, vô cùng vất vả. Mà hả, mà bị lúng chút, bị xẹp chút, bị nứt chút là mấy ông dân chủ cội, mấy ông mà chấm cộng cực đoan độ bên Mỹ lợi dụng cái cơ hội nhảy ra: trời ơi, ông nhà nước Việt Nam thế này thế nọ. Thấy không, các bạn thấy ở cái xứ tư bản mà nó còn như vậy, nó chỉ Việt Nam những cái công trình đồ nó làm. Nhưng mà có cái gì là ông chính phủ, ông hằng chính phủ Mỹ nó khôn cái gì, nó đứng bên ngoài, nó chỉ làm luật thôi. Và những cái tụi mà đầu tư, những cái tụi mà trùm á, nó bỏ tiền nó làm, mấy hằng chính phủ nó cứ đứng ở ngoài, nó chỉ đưa ra cái luật. Các bạn thấy cái permit muốn làm cứ gì phải có cái permit, cái permit number nè, cái số này đó là cái tụi mà đầu tư đây nè, nó phải xuống với quận thành phố nó xin, và nó phải được chấp thuận, nó có kỹ sư đồ, nó bản vẽ và những cái floor plan, những cái mà floor plan của nó, những cái mà nó vẽ ra làm sao đất đai rồi sao vậy đó. Đấy là phải đúng y vậy đó, rồi tụi nó mới đưa máy cài, máy xới, xe cẩu rồi tới nó nện nền. Các bạn thấy không, nó phải từ những miếng đất mà cây cỏ mọc hoang vu vậy đó, rồi nó xới lên là bắt đầu. Anh chị các bạn nhìn đi, khi một cái khu mà như vậy nó được đô thị hóa lên đó thì nó cất lên cả ngàn cái nhà, thì ông chính phủ á, địa phương á, ông sẽ thu về rất là nhiều tiền thuế, khủng khiếp tiền thuế luôn. Các bạn nghĩ đi, một cái nhà như vậy một năm nó thu đất bỏ hoang thì nó thu đâu có bao nhiêu tiền thuế đâu. Mà khi mà đất mà được mà xây dựng lên tiền khóc, ông chính phủ ổng ngồi đó là ổng hưởng thôi à. Các bạn thấy không, có nhiều người nói rằng ở Mỹ chính phủ Mỹ nó lo cho dân đồ này kia, thực sự ra chính người dân phải đóng tiền vào, phải bỏ tiền của rất là nhiều rồi nó mới chia lại cho những cái người mà gặp khó khăn, những cái người mà họ không có những cái cơ hội làm ăn, hay là có một, hay là họ bị sa cơ thất thế. Anh chị em các bạn thấy nó đâu phải giống như là ở Việt Nam mình, nhiều khi những người dân mình họ không hiểu biết, rồi họ bị mấy cái tụi mà dân chủ cội, mấy cái đám mà bao que xỏ lá nó lên mạng nó tuyên truyền. Nó ở Mỹ rồi giờ chính phủ Mỹ lo cho dân đầy đủ. Các bạn thấy nói chung là nó tùy thôi, nó phải có người đóng vào rồi mới có người khác được hưởng cái phần đó. Đấy, các bạn thấy một cái công trình như vậy rất là lớn chứ đâu phải là giỡn đâu. Nó tới cái này là ít nhất là nó một square mile, nó khoảng 160 acre đó. Các bạn biết một acre Mỹ đó. Nó lớn lắm, nó ban ngày này ngày nọ. Các bạn biết đất mà nó ban xong rồi nó nện, nó xới lên rồi nó phải nện xuống lại. Rồi nó đưa ống cống cầu đường, điện thoại nó đưa vô, bắt đầu nó chia lô từ lô nó xây nhà lên đồng bán. Thì các bạn nghĩ đi, nó bán ra đó thì người ta mua, thì nó tạo lên một cái nền kinh tế nó sôi động hơn. Và ông chính phủ ổng chí hằng Mỹ nó hay cái là gì, dân mày muốn làm gì làm, tao làm cái luật ra gì đó là tụi bay cứ áp dụng cái luật đó, còn cái đóng thế cho tao, tao ngồi đó tao hưởng rồi. Các bạn thấy hằng Mỹ nó điều hành cái bộ máy chính quyền của nó rất là độc đáo, nó đập cái chỗ đó mà dân không dám hó hé. Anh nói nó có cái luật của nó hết trơn rồi, nó có những cái luật, cái nghị định của nó hết rồi. Các bạn thấy đó, nó làm tới nỗi mà phải làm sao mà không có phải bị bụi, rồi những cái mà nãy nọ, ví dụ như nó lỡ mà làm hay nhiều quá thì người ta sẽ bị bụi đó, người ta cũng sẽ thưa, người dân sẽ thưa. Thành ra nó có số trên, các bạn thấy không, nó phải treo những cái bảng như vậy nè, đó là để đặng cho người dân người ta biết là chính phủ chấp thuận đồng ý cho xây, cho nâng cái hạ tầng cơ sở lên. Đấy, các bạn thấy đó. Còn ở Việt Nam mình, tại vì cái lối sống của người dân của mình đó, nó khác, và những cái cách
mà đất đai đồ cũng vậy. Ngày xưa người ta tự chiếm không à. Đấy, lúc mà cái nền kinh tế nó gọi là còn chó ăn đá, gà ăn muối, đất nhiều khi cho không ai thèm lấy. Các bạn nghĩ đi, nhiều khi cho không ai đụng tới nữa. Rồi sau này đất nước phát triển đổi mới, rồi bắt đầu cái gì nó cũng lên giá, bắt đầu giành lộn nhau, giành nhau từng mét, từng gọi là từng tấc đất vậy. Thành ra ông chính phủ nhà nước Việt Nam mà nhiều khi cũng điên đầu. Dân của mình thì nhiều người lại không có hiểu biết về pháp luật nhiều, cho nên nó xảy ra nhiều cái mâu thuẫn trong xã hội, hở ra mỗi chút cái bất mãn. Hồi nãy tôi thấy có một cái nick gọi là Tùng Lê, anh chàng này thì cứ lên mạng, tại sao con của ông này ông kia, mấy ông quan chức đi du học qua nước ngoài, cái chuyện người ta đi du học mà đâu phải ai cũng là con của quan chức không đâu. Cái chuyện người ta đi du học, người ta có tiền, người ta muốn học những cái hay của những cái quốc gia phát triển, người ta đi du học thì đâu có sao đâu. Đâu phải ông nào làm quan chức cũng đưa có khả năng đưa con đi học đâu. Tôi thấy trong nước bây giờ có nhiều người mà người ta làm ăn thành đạt, đại đa số là những cái dân mà gọi là người ta làm ăn mà người ta thành đạt, người ta đưa con người ta đi du học nước ngoài thiếu gì. Còn mình ngồi đó mình cứ suy đoán rồi bắt đầu bực tức chính quyền, đổ lỗi đủ thứ. Tôi thấy nó rất là đáng tiếc về những cái sự việc như vậy. Thành ra tôi thấy những cái gì hay thì tôi muốn chia sẻ về quê hương để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, để chúng ta nhìn thấy rằng những cái sự khác biệt nhau ở Việt Nam và những cái quốc gia như Mỹ như thế này nó như thế nào, để mình hiểu rõ hơn. Và khi cái tụi, những cái tụi mà chống phá đất nước đó, nó tuyên truyền và nó tìm cách mà nó mị dân đó, thì các bạn sẽ thấy được những cái thực tế nó như thế nào, để mình không có bị lầm đường lạc lối, để mình không có bị tụi nó dụ. Thì tôi thấy nó là như vậy. Anh chị em các bạn thấy không đó, đất đai nó phải ban lên như vậy đó, nó dặm lên, nó đào, nó xới lên rồi nó dặm xuống, nó dặm xuống rồi nó mới phân lô, rồi nó chia nền, rồi dây điện, rồi đường xá, rồi điện thoại, nhiều thứ nó phải dẫn về lắm. Các bạn thấy như những cái lô đất như vậy nè, cũng có chủ rồi đó, là lúc trước nó đã nền đồ sẵn hết rồi. Bây giờ cái người mà mới xây vô đó, mới muốn mà vô xây á, ta để lâu, người ta mua, người ta để dành, người ta đầu tư đó, người ta để dành. Khi nào người ta có tiền, khi người đầu tư giá mà lên có đầu họ bán. Các bạn thấy đó, mà họ cất lên đó, nó tiếc là nó dậm đất đồ rồi gì. Mà hôm nay cái người mà xây cái nhà lên đó, họ lại phải dậm lại một lần nữa. Nó dậm lại một lần nữa là có nghĩa là nó phải cho máy móc, nó nâng nền lên theo cái điều kiện thay đổi của cái môi trường từng ngày và từng giờ. Các bạn thấy cái xã hội nó muôn màu muôn mặt. Nói chung mà nước Mỹ mà, nhiều người tôi thấy lên trên này đòi hỏi cái đất nước Việt Nam của mình phải như thế này thế nọ, nó là vô lý, rất là vô lý, vô cùng vô lý, nó không có đúng. Và một số người, nhất là những cái thành phần mà bao que, mấy thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, tụi nó hay mị dân, nó qua Mỹ nó cứ sử, nó ngồi đó nó nhìn, nó cứ tưởng tượng bắt đầu cái nó mị dân, rồi nó phe, nó nổ. Các bạn thấy mấy cái chỗ này làm như là nó đã ban xong hết rồi nè, các bạn thấy không, bằng phẳng nó u ra đó, nó bắt đầu nó sẽ đổ đá, đổ xe bê tông và nó sẽ đổ nền, rồi đường. Đấy, cái này chỗ này là nó đã làm xong rồi, nó không có lồi lõm nữa, nó đâu qua đó hết rồi, các bạn thấy đó. Bị rớt điện thoại thì mấy thằng bao que lúc này nó gọi, nó chửi sùng trời đất, nó để mấy cả một đống luôn. Thì các bạn thấy đó,
còn những cái khu mà người dân mà họ tự vào mà họ giống như họ mua đất quan vậy đó rồi về họ tự làm thì các bạn sẽ thấy nó không đẹp. Đấy, như bên này nó không có đẹp, đất nó không đẹp, nó lộn chỗ mà mạnh ai nó xây nó cất theo cái khả năng và tiền của người ta có thôi. Đây các bạn thấy như những khu như vậy đó là người ta xây cất tại vì họ có khả năng nhiêu thì họ làm nhiêu thôi. Như những cái loại nhà như vậy á là loại nhà men như Festival Home nè, các anh chị các bạn thấy loại nhà nó cất sẵn rồi người ta chỉ kéo về đặt xuống thôi. Những cái khu như vậy thì nó rẻ, nó rất là rẻ, nó không có mắc. Tại vì mình tự về thì mình tự kéo điện, mình kéo điện thoại, mình kéo nước, mình làm hết. Mình làm hết. Các bạn thấy những cái khu nhà như vậy hai bên nó đối chọi nhau một trời một vực. Họ tự đem về hình ra nó không có chuẩn. Nó không có chuẩn mực. Nó không có chuẩn mực giống như những cái khu mà nó có tụi thầu phán, những cái tụi mà đầu tư đó, cái tập đoàn đầu tư đó, nó mở đô thị thì nó chuẩn, nó đâu qua đó đâu. Đường xá và mọi thứ hạ tầng cơ sở nó rất là đâu qua đó. Còn mà người dân họ tự mua những miếng đất của chính phủ, họ mua từ chính phủ lại rồi bắt đầu họ mua lại rồi họ phân lô rồi họ cất nhà cất cửa. Các bạn thấy những cái khu này nó rất là cùi lần, nó rất là cùi lần, thì tiền nào của nấy thôi. Mỹ mà nó muôn màu muôn mặt và muôn hình muôn vẻ. Những cái con đường ở trong đây cũng vậy nữa, nhiều khi nó không có đồng bộ với nhau. Chỗ thì có đường đất, chỗ thì có đường trắng nhựa, chứ không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào hết. Còn những cái khu hồi nãy là tụi nó đầu tư thì nhà cửa đất đai nó đâu qua đó, nó đâu qua đó. Thì Lợi Minh muốn chia sẻ để anh chị em các bạn thấy cái sự khác biệt ở trong nước mình. Nhiều khi có những người họ cứ đòi hỏi ông chính phủ làm đủ thứ. Nhiều khi tôi thấy dân mình ở trong nước sống nhiều lúc được rất là ưu đãi, nhưng mà mình không thấy những cái ưu đãi đó, rồi cứ lên mạng rồi cứ than trời than đất rồi cứ khóc, cứ ngồi đó đổ lỗi ông chính phủ. Nhiều khi tôi nói về bển sống rồi mình mới thấy tội nghiệp cái ông chính phủ mình, cái ông nhà nước mình. Nhiều khi mấy ông cũng phải ngồi bứt tóc, phải vừa điều binh khiển tướng, phải vừa làm sao mà cho nó phù hợp. Đấy, như các bạn thấy nè, những cái khu này, nhà như vậy nè, những khu đất gì là người dân họ tự cất nè. Đấy, họ tự cất lên, các bạn thấy không, là họ phải tự làm hết. Đấy, họ tự làm từ con đường, từ mọi thứ hết nè. Đấy, các bạn thấy không, giống như mấy cái này họ làm những cái nhà nó đơn giản thôi, nó không có nằm trong những cái khu đô thị như bên kia. Các bạn thấy đó, cái vấn đề mà xã hội Mỹ họ có những cái mà giấy phép đồ đâu qua đó làm đâu đó hết, chứ đâu phải giống như nhiều người mà lên trên mạng rồi nghe lời mấy người chống cộng rồi tưởng tượng đó. Nó không phải như vậy đâu các bạn ơi. Thành ra tôi chỉ làm sao mà truyền đạt những cái gì nó hay mà mình có thể truyền về cho những cái người mà họ không có hiểu, để họ có thể thấy rõ mà không có bị tụi chống cộng và cái đám dân chủ cũi nó ngồi đó nó cho ăn bánh vẽ, ăn ăn bánh vẽ rồi lâu lâu cái rồi vướng vào vòng lao lý, mình lại phải, nó không có tốt, nó không có cuộc đời của mình, nó cứ đi lẩn quẩn lăng quăng vòng vòng mấy cái chính trị chính em, nó không ra gì hết. Lên mạng, tôi hy vọng là an ninh mạng Việt Nam sẽ ra đời trong năm 2019 để đặng mà nó giảm bớt những cái mà tin tức ảo mà làm cho cái một số người họ lên mạng họ sống nó rất là ảo tưởng, nó sẽ giảm bớt để người ta lên mạng nó hữu hiệu hơn và cái cộng đồng mạng của người Việt của mình đó, nó sẽ chuẩn hơn. Tôi thấy mấy chục năm nay Việt Nam mình không có cái cộng đồng mạng, không có cái an ninh mạng đó. Nó rất là loạn khủng khiếp luôn. Các bạn biết từ hồi những cái đời đầu của cộng mạng mà nó có đó, Internet mà bắt đầu có đó, là
gần 20 năm về trước là tụi chống cộng ở bên Mỹ nó đã ra sức, nó tìm cách nó xuyên tạc và nó chống phá ở già hu rồi. Sau này là nó có những cái diễn đàn như Pow Talk rồi nữa. Rồi bây giờ là Facebook hồi xưa cũng không có loạn như bây giờ đâu. Facebook ngày xưa tôi sử dụng nó cũng rất là ổn. Rồi bây giờ Facebook thì nó loạn dã man. Bắt đầu người Việt mình lên Facebook đông rồi, nhất là sau khi mà nó có live stream á, rồi nó có diễn đàn nữa. Bắt đầu người Việt của mình bắt đầu nó tạo ra những cái vấn nạn đủ thứ. Mình không có luật an ninh mà, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ấy, nó loạn 12 sứ quân mà. Các bạn thấy bởi vì mình lên những cái cộng đồng mạng xã hội Facebook như vậy, mình mới nhìn lại cái xã hội ngoài đời. Các bạn sẽ phải nói là rất là nể phục cái vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam mình. Phải nói là các bạn sẽ thấy rất là phục, khâm phục, tuyệt vời. Nhìn thấy đất nước phát triển và đổi mới từng ngày và từng giờ. Phải nói là bởi vì các bạn thấy nhiều ông mà chống cộng cực đoan sau này, giống như ông Ngọc Lập, ông Nguyễn Ngọc Lập gì đó, những cái thành phần chống cộng cực đoan đó, khi mà họ quay trở về Việt Nam, họ nhìn thấy Đảng và nhà nước mình xây dựng mà đổi mới đất nước đó, họ phải quỳ xuống mà họ đốt ba nén hương mà tạ tội với lại hồn thiên sông núi. Các bạn thấy. Bởi vì thì Lợi Minh chia sẻ với anh chị các bạn như thế để chúng ta hiểu biết được những cái câu chuyện đó đây thôi. Mình Lợi Minh cũng chỉ là một người bình thường thôi, không phải lên đây làm màu làm mè gì. Thấy cái gì hay thì thích chia sẻ, thấy cái gì mà mình có thể học hỏi được thì mình truyền đạt ra. Nhiều khi mình truyền đạt ra có những người khác họ có những cái hay hơn nữa, và người ta và cùng nhau để góp phần xây dựng đất nước mình ngày một tốt đẹp hơn, để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các những thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó tìm cách nó phá hoại. Thôi thì Lợi Minh chỉ có đôi lời gửi đến anh chị em các bạn. Xin chào microphone, bye 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 bye.